Chủ đề cũng rất là hay và gặp rất là nhiều ở bệnh lý về tuyến giáp, đó là thế nào là cái u lành tính của tuyến giáp. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thái Trung Hồng Biếu, hiện đang công tác tại Viện Y học Phóng xạ Bệnh viện Quân đội. Hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ các bạn một cái chủ đề cũng rất là hay và gặp rất là nhiều ở bệnh lý về tuyến giáp, đó là thế nào là cái u lành tính của tuyến giáp. Như thế nào thì được gọi là u tuyến giáp lành tính? Thì các bạn biết là tuyến giáp thì nó là một tuyến nội tiết, nó nằm ở trước khí quản của con bướm, ở trước cổ này, và nó có khoảng 5% là bệnh nhân sẽ bị ung thư tuyến giáp, còn 95% là những bệnh lý tuyến giáp lành tính. Nhưng mà khi các bạn đi siêu âm và phát hiện ra mình bị u tuyến giáp thì có rất là nhiều người rất là hoang mang và cũng không biết là u của mình nó là u lành tính hay u ác tính. Thì hôm nay bác sĩ sẽ nói rõ hơn về cái thế nào là cái u tuyến giáp lành tính. Thì u tuyến giáp lành tính thì có thể là về lâm sàng, tức là về bình thường thì các bạn sẽ không phát hiện ra thế nào là u tuyến giáp. Đấy. Nhưng mà những cái trường hợp mà phát hiện ra thì thường là có một cái khối nó nổi ở trên cổ này, cũng có thể nó gây chèn ép làm cho bạn khó nuốt, hoặc là nuốt nghẹn, hoặc là gây kích thích gây ho. Nhưng mà cũng có thể là những cái khối u nó nhỏ thì mình sẽ không có những cái biểu hiện gì, và thường là những cái trường hợp này mình sẽ phát hiện được qua siêu âm. Thì siêu âm thì những cái khối u lành tính ấy, nó sẽ có những cái tính chất là, một là nó không có cái, tức là cái độ giảm âm của cái tuyến giáp ấy nó giảm âm mức độ bình thường, tức là giảm âm ở đây thì các bạn cứ hiểu là mức độ càng giảm âm càng lớn thì cái độ rắn khu càng lớn, độ rắn khu càng lớn thì nó sẽ bị ung thư, tức là tỷ lệ bị ung thư càng cao. Chính vì vậy khi mà đấy, bác sĩ chỉ đánh giá là độ giảm âm và nó người ta không nhấn mạnh là giảm âm âm mạnh thì thường cái những khối đấy là cái nguy cơ ác tính sẽ ít đi. Cái thứ hai là khi siêu âm thì thấy cái bờ mép của khối u nó rất là rõ ràng, nó có cái đường viền rất là rõ xung quanh cái tuyến giáp ấy, thì cũng là những khối mà mình sẽ nghĩ đến nhiều là lành tính. Và tiếp theo là không có cái tính chất vi vôi hóa, tức là bình thường những cái khối ung thư thì ở trong nó sẽ có những cái tổ chức vi vôi hóa, nhưng mà những cái khối lành tính thì trong nó sẽ không có cái tính chất đó. Và có một cái nữa là những cái u mà trên siêu âm nó lại có cái trục nằm ngang, giống như các bạn hình dung là một cái khối u sẽ giống như hình quả trứng. Quả trứng mà khi mình đặt trên mặt bàn ấy, thì nó sẽ có xu hướng nó nằm ngang, cho nên mình cũng không thể nào mà mình dựng đứng được cái khối cái quả trứng lên trên mặt bàn. Nhưng mà những cái khối ác tính ấy, thì nó lại có thể là nhìn nó sẽ nó dựng ngược lên, tức là cái trục của nó theo trục dọc. Và những cái khối u lành tính thì sẽ không có những cái tính chất vừa rồi bác sĩ vừa chia sẻ. Có một cái khối mà có tính chất lành tính 100%, đó là những cái nang tuyến giáp. Thế nên là rất là nhiều người bị nang tuyến giáp, có thể kích thước khá to thì người ta cũng rất là hoang mang và người ta cũng cứ đi khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng mà thường khi mà gặp mình thì mình sẽ khuyên các bệnh nhân đấy theo kiểu khác, tức là khi mà đã là nang tuyến giáp rồi thì mình xác định 100% là nó lành tính, và mình cũng không có cái thuốc gì uống để cho nó tiêu được cái nang đó. Hôm nay thì mình cũng muốn nhấn mạnh hơn là về cái u lành tính rồi thì cái cách mà mình ứng xử với nó thì mình không quá nó hoang mang, và cũng nhưng mà cũng mình cũng không thể nào bỏ mặc nó, và mình sẽ phải khám định kỳ để xem là những cái khối lành tính ấy, hiện tại thì nó lành tính thật, nhưng mà cũng có thể là trong tương lai qua một thời gian dài những cái dấu hiệu ung thư nó còn quá là nhỏ thì hiện tại mình chưa phát hiện được, thì qua cái thời gian mà mình đi mình theo dõi thì cũng có thể là nó sẽ biểu hiện rõ lên, hoặc là cũng có thể các bạn sẽ không bị ung thư. Thì đấy là cái cách để mà mình ứng xử với những cái khối u lành tính. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái video của mình.